Đây là ngã ba đường Trần Văn Đan với lại bờ kè kênh Du Lộc các bạn, đường Hoàng Sa, ngay góc ngã ba đường Hoàng Sa và Trần Văn Đan, mà chúng ta sẽ thưởng thức cái hương vị miền Bắc của một cái quán tên là Nhà Quê, ăn hương vị Bắc giống như lẩu cua đồng nè, cá chép ôm dưa nè, nem rán Hà Nội nè, chả cá mực Hà Long, nem tai tròn thính, bê xào sợi ớt và ếch xào mùng măng. Đó, quán rất là nhỏ rồi. Đó, quán cũng vừa thôi, không đủ rộng nhưng mà rất là xinh. Có khoảng gần 20 bàn. Đây là mà menu của quán các bạn. Lẩu cua đồng 160, bắp bò luộc 85, bê xào 90, rất là nhiều món, gỏi tay heo, nem tai heo trộn thính, phở cuốn, chân gà xào tắc, những cái món, món ăn ở đây đậm chất Bắc, hủ gâu, chả cá mực Hà Long này, bắp bò nướng bơ hoặc là cái ôm dưa, những cái món mà mang phong vị hương vị của miền Bắc. Quán tại địa chỉ 995 Hoàng Sa, phường 1, quận 3 nha các bạn. Giá rẻ 35.000, bún nem Hà Nội 35, bún da cầy, cơm chiên dưa bò 50.000 thôi. Lẩu cua đồng thì có 160.000. Và các món ăn vặt menu được quán dán lên tường cho những thực khách, những bạn trẻ tới đây thì có thể dễ dàng nhìn thấy và chọn từ bao tự cá ba sa, cái tiêu cỡ cho đến mực tươi sốt xào hành tây, hủ heo, chiên mắm. Đó, các bạn có thể thấy giá rất là rẻ, có những món là 50.000, 80.000, 90.000 và món các bạn có thể thấy là không gian rất là nhỏ nhưng mà bếp rất là gọn gàng. Đó, một cái tủ thôi. Lẩu cá riêu hồng khi mà nấu sẽ được cắt gấp đôi. Gia vị của cá chép ôm dưa đây các bạn. Cá chép sẽ được nấu với lại cái hỗn hợp dưa bò, cá chua và nước sốt của cá chép đang được bỏ vô trong nồi nấu sơ cho cách cho ra không bỏ lên nồi cồn nấu cho nhanh hơn. Đầu cá chép dưa, đầu cá chua hồng. Và đây là làm món cá trứng tẩm bột chiên giòn các bạn. Nước lẩu cua đồng, lẩu nguyên cua nấu sẵn. Đây, lẩu hũ đã được chiên giòn. Ba chị nướng à? Còn món trên bếp đang nướng trên bếp là món gì ạ? Bún heo nướng. Đuôi heo nướng hả? Bún heo nướng. Bún heo nướng. Đây các bạn, đầu bếp đang nướng ở cái bếp barbecue món bún heo nướng. Thank you.
nhanh mà. Cho cái vô. Đây là một món đầu bắp tẩm gia vị nướng các bạn. Nhân viên quán đang làm món chân gà hấp đúng không anh? Không phải hấp trong kiểu này. Muối chua hả anh? Hấp hấp. Một cái dĩa chân gà là bao nhiêu tiền anh? 20.000. Bây giờ đầu bếp đang xào món này là món gì anh ta? Bê xào sở. Bê xào sở nha các bạn. Có sổ rồi. Bê xào sẵn rồi. Bên kia là nước là chảo bò. Cũng thường chiên lên ngoài cái chân xào và chua ngọt, hành tây. Món này là cũng gốc từ ở ngoài Bắc đem vô cho anh ạ. Món này hương vị là ở đây toàn miền Bắc ấy. Dạ dạ dạ. Nhưng mà mình chế để làm sao mà người miền Nam họ cũng có thể ăn được. Dạ họ cũng có thể thích. Đầu bếp đang làm món cơm chiên dưa bò cho những cái thực khách ghé ăn và trả nhậu lay lay cái món hương vị Bắc tại quán nhà quên. Đây là công đoạn thứ hai của món cơm chiên dưa bò. Bò được thái mỏng và chiên. Đây là món nem chua rán tẩm chất bắc các bạn. Cô đang rắc ra bỏ trong cái mềm mà thích. Có rẻ hợp lý hay là sao? Chưa tính tiền mà. Tại nãy có nhìn menu không? Cái bọn em đặt bàn thôi. Hợp lý rồi, rẻ. Hợp lý à, rẻ hả? Đó. Đây đủ tiền không? Chú cũng người Bắc luôn à? Mình
đang dùng cái món gì của miền Bắc đây ạ? Món này đủ nam rồi, nhiều ăn bất hợp. Dạ. Chị ơi, chị thấy hương vị ở quán này thế nào ạ? Ngon ạ. Dạ. Ăn hoài. Dạ. Đây là mấy món mà mấy chị em phụ nữ hay thích lắm bạn này. À, món chân gà, cái lẩu bò nhú giống với lại những loại rau này các bạn. Rau cầm tươi, cà chua, bầu và cả rau mùng tơi. Loại bò như này là 120.000 một phần các bạn, rất là rẻ. Đây là món bò nhúng giấm đó các bạn. Bò rất là tươi, rất là đỏ. Được thái mỏng. Bỏ trên cải và cà chua. Đây là hai suất bò nhúng giấm. Đây, bò rất là tươi để nhúng giấm với lại rau kèm theo là bánh tráng. Lẩu riêu cua đồng là thường hay ăn với lại bánh đa. Vậy các bạn. Cái này là cái gì? Miền Bắc là ăn bánh đa, còn miền Nam là ăn bún tươi các bạn nhé. Bánh đa. Bánh đa. Bánh đa. Bánh đa. Giá 160.000 một nồi, có sườn sụn trong nồi riêu cua luôn các bạn. Để là đói bụng thì khách có thể ăn bún kèm với lẩu các bạn. Bún hạt mì gói. À, khách đang lên bếp nồi lẩu riêu cua. Lẩu cua đồng. Riêu cua đồng rồi các bạn. Hương vị Bắc là đang hot nhất ở Sài Gòn đây. Quán này mà hương vị Bắc cũng có món cơm rang dưa bò nhé. Cú heo nướng đã chín rồi các bạn. Nhìn vàng. Rất là thơm. Đây, bàn này mới vào đây. Đang chờ món. Đang chờ bàn nữa. Hương vị thì chắc là riêng của Hà Long luôn. Rất là ngon. Thứ hai là mực này là tươi, ăn rất là dạ. Anh là người miền Trung hay là người Nam. Người miền Nam? Tây á. Người miền Tây à? Nhưng mà anh thấy cái hương vị miền Bắc ở quán này thế nào ạ? Rất ngon, đậm đà. Dạ, anh thấy có lạ không ạ? Anh có hay ăn mấy hương vị miền Bắc ở quán khác không ạ? Nói chung là quán này ăn là đầu tiên, mấy quán khác cũng có ăn nhưng mà quán này là ăn đậm đà nhất. Dạ, dạ, dạ. Biết là gốc Hà Nội. Dạ. Anh với bạn bè có hay tới đây không ạ? Là đây là cái lẩu quá, cái chén hôm dưa đây các bạn, xôi rồi. Các bạn sẽ múc cá ra gì đó. Thưa Liên, bỏ lại cá đi, đi đâu? Đi đâu? Đi xin thêm nước bỏ vô. Món này là tôm càng baby. Tôm càng baby là tôm càng cái tỏi nó chết non đấy. Sao biết tôm càng là rau nó nhiều nè. Nè nè, mày thấy hai cái càng màu đỏ đây không? Nè. Nhưng mà nó chưa lớn. Bún heo nướng được bàn khách rồi các bạn.